Qua sự việc vừa qua thì em có bắt được cái thông tin từ cái bài báo về những cái sự việc trong gia đình như là nguyện vọng của bà cụ về cái chỗ ở. Thì hôm nay em đã đến đây để em muốn em phỏng vấn chị và các cụ, những các bác ở đây. Thì sau cái lời giới thiệu thì chị có thể cho em biết được những cái thông tin và sự việc vừa qua nó như thế nào để cho cộng đồng mạng được biết. Vâng, Hồng Sen xin chào các cô chú anh chị và quý khán giả gần xa đang theo dõi trên tất cả các nền tảng như là YouTube và như là Facebook và Zalo cũng như là TikTok. Hồng Sen cũng đã đến tại tận nơi đây là tổ 8 phường Xe Đồng, thành phố Hà Nội, đúng không chị ạ? Đúng Long Biên. Thì chị có thể chia sẻ những cái câu chuyện mà vừa qua em được nhận được cái thông tin đó, nguyên nhân từ đâu và sự việc như thế nào không? Và chị những lời chia sẻ của chị là chắc chắn là có sự thật ở trong cái câu chuyện này, và chị xác định những cái lời nói của chị là chị chịu với lại pháp luật những cái lời nói và hành động của mình. Còn bây giờ em xin mời chị tự giới thiệu tên gì và ở đâu để cho cộng đồng mạng được biết ạ. Và bây giờ mời các cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Xin chào tất cả các hôm nay các cộng đồng mạng, và hôm nay là tôi tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Thu Hồng. Hiện nay là tôi ở số nhà 18B ngõ 112 tổ 8 Xe Đồng, và đây là mẹ đẻ của tôi là cụ Nguyễn Thị Trang, hiện năm nay là 92 tuổi và cũng ở tổ 8 Xe Đồng. Và đây là em gái tôi là Nguyễn Thị Thu Hương, là con gái đẻ của cụ Nguyễn Thị Trang. Thì thưa tất cả các cộng đồng mạng ấy, thì sau cái sự việc của gia đình nhà tôi xảy ra, thật ra mà nói là đến hôm nay ấy, là tôi phải thật lòng mà nói là tôi rất buồn. Tôi cũng không mong muốn là cái chuyện gia đình nó xảy ra như vậy. Và thứ hai nữa là tôi cũng nghĩ buồn, vừa thương mẹ và vừa thương gia đình nhà tôi là cái điều không mong muốn. Nhưng bây giờ thì để cho mẹ tôi có lời, để cho mẹ nó phát biểu xem cái tâm tư của nguyện vọng của mẹ, tất cả về cái chuyện mà xảy ra mà dẫn đến để phải đưa lên báo chí. Vì sự việc đã xảy ra cách đây là hơn 2 năm rồi, nhưng mà chúng tôi không muốn, không, gia đình là không muốn để đến liên quan đến các cơ quan pháp luật nào, và cũng không muốn là để phải các tổ chức phải giải quyết vất vả chúng tôi. Vì lý do là tôi biết chuyện này nó là chuyện rất sự thật, nó là hoàn toàn, tôi cam đoan tất cả sự thật tôi nói trên đây là đúng. Và vì cái sự việc này là liên quan đến giấy tờ giả mạo và của chị dâu tôi, là nó sẽ liên quan đến phường Xe Đồng, đến quận, đến nhiều cơ quan mà để cấp cái giấy chứng nhận giả này ra, để ra cái sổ đỏ để làm gây thiệt hại cho gia đình nhà tôi. Thì chúng tôi chỉ muốn là mới đầu chỉ nghĩ là nội bộ thôi, nhưng mà để cho thời gian 2 năm để cho chị suy nghĩ, nhưng chị không suy nghĩ. Đến nay bố mẹ tôi già rồi, 97 tuổi bố tôi đã chết, và mẹ tôi thì chị lại lấy đất của chúng, mượn đất của bố mẹ tôi và của phần đất dưỡng già rồi của cháu liệt sĩ mồ côi cả bố cả mẹ. Thế đến bây giờ thì chị lại thách bố mẹ tôi là đi mà kiện, trong đó thì chị mượn đất của nhà tôi được viết giấy tờ giả mạo, sau đó chị tặng cho em trai chị. Thì trên đây tất cả chúng tôi đã đăng lên bài báo rồi, thì đây là cho phần cho mẹ tôi năm nay vẫn còn, bố tôi đang kiện, thì bố thách bố tôi đi mà kiện lên bố tôi, công an phường sẽ đồng báo. Thế bây giờ bố tôi đã chết rồi, trước khi chết bố tôi có để lại những cái di nguyện cho mẹ con tôi để thực hiện tiếp cái di nguyện là chỉ lấy 90 mét để làm nhà thờ và để bố mẹ tôi ăn ở. Thế rồi trong quá trình đi tìm kiện thì chúng tôi tìm thấy hết giấy tờ thì mới biết là bố mẹ tôi không có nhà, không có đất ở đâu cả, và cũng không có khẩu ở đâu cả. Thì hôm nay đây là mẹ đẻ tôi ạ, để mẹ có ý kiến gì với cả cộng đồng mạng. Tất cả bây giờ mọi người ta đã biết, người ta sẽ chia sẻ giúp cho mình, bởi vì là chị Xuyến đã cố tình không muốn giả và thách bố mẹ. Thì giờ mẹ có ý kiến ạ? Vâng, em xin nhắc là chị, và em cũng xin được phỏng vấn cụ có thể cho cháu biết là cụ năm nay bao nhiêu tuổi, và cụ có còn có thể minh mẫn về những cái lời nói của mình hay không ạ? Thì tôi cũng có ý kiến với tổ chức là vì tôi cũng năm nay 93 tuổi rồi, thì bây giờ hiện nay là tôi ốm đau như thế này, các cháu nói cứ bảo là mẹ là mình còn đất mà cúng bái, thì tôi có hỏi rằng là thôi bây giờ ta cứ về nhà con út tao ở, rồi sau này xem là tổ chức giải quyết như thế nào thì đề nghị với tổ chức.
chứ còn bây giờ tôi già tôi cũng chả biết như thế nào cả. Mà đất cát thì tôi cũng chả biết như thế nào. Bây giờ đất cái gì, tôi nói thật cho đất cái ngày ấy thì nó cũng, nó đi làm, tôi đi đến lấy nước, đun nước, đun nước cho thợ làm cái nhà bên đây này, cái nhà 5 tầng đây này. Thì tôi cũng đun nước, nó gọi, nó ngồi trong trong nhà ấy, nó bảo là bà ấy vào con bảo, con bảo tôi bảo cái gì, tao đưa đi đun nước cho thợ. Thế nó bảo bà cứ ký vào đây cho con một chữ. Thế con tôi cũng ký, nó bảo ký hai chữ, tôi cũng ký hai chữ, chứ tôi cũng chả biết chừng đất cát như thế nào tôi cả. Thế đến bây giờ thì thực tế là bây giờ tôi còn sống đây thì tôi lại đi ở nhờ các con. Tôi cũng chả có tí đất nào cả. Vâng, thì ý bây giờ nguyện vọng của bà là như thế nào? Nguyện vọng của bà là muốn cái mảnh đất đó hay là như thế nào để cho nguyện vọng của bà được toàn nguyện? Tôi có ý kiến là bây giờ tôi chỉ nguyện vọng là bây giờ nó mượn của tôi nó phải giả thôi. Chứ còn thì tôi cũng chả biết bên nó nói như thế nào cả. Mà hiện nay bây giờ là tôi ở nhờ đúng đất con, đây là con út thế này. Giờ thì tôi cũng năm nay chín mấy tuổi rồi mà bây giờ cứ đi ở nhờ đúng như này tôi cũng thấy khổ lắm. Mà đất cát của tôi thì cả cái đất mà cái ông anh của anh chồng của tôi chết ấy, thì tôi nó là gia đình liệt sĩ cho tôi nuôi nó từ bé này. Đến bây giờ thì là cháu nó cũng được đất ở đây, nhưng mà lấy thế nào mà lại cái chuyến nó cũng lấy được cái đất, cái số đất của liệt sĩ. Bây giờ thì tôi cũng đề nghị với tổ chức xem là gia đình nhà tôi bây giờ nó cứ bình kỉnh như này, mà tôi thì ốm thật đúng không, muốn chết thì tôi cũng ốm hơn một năm nay ở viện rồi chứ không phải là ít. Thế tôi chỉ đề nghị với các cô các chú xem như thế nào, nói cho tôi được lấy đất lại để cho tôi sinh sống, tôi không phải ở nhờ mấy con rể nào cả. Tôi chỉ đề nghị như thế thôi. À, vâng, cháu cảm ơn bà. Và sau đây em mời chị Hồng ạ, cơ sở chia sẻ với cho. Chị, tôi thì có thế này, tất cả là sau cái sự việc 2 năm nay nhà tôi xảy ra rồi thì nguyên nhân lý do nó xảy ra cái chuyện này là nó đúng ra là chị dâu tôi quá tham. Vì bố mẹ tôi có một cái mảnh đất ở đây rất rộng, 489m, bố tôi đã viết giấy di chúc và tất cả giấy tờ bố mẹ tôi chia cho các con và chia cho các cháu, nhưng chưa cho cháu mồ côi. Thì theo như cái báo tôi viết ấy, nhà tôi có 5 chị em gái, 5 chị em thì một em tàn tật, một cháu là tàn tật, em gái là tàn tật và có về luôn một cháu mồ côi, cả bố, cả mẹ, cả anh, cả chị chết hết. Và anh trai lại là liệt sĩ và là cháu ruột của bố tôi. Từ 6 tuổi như tôi bán nhà đến đây và bố tôi đã viết di chúc cho cháu ạ. Thì đây ạ, tất cả cộng đồng mạng thử nhìn xem bố tôi năm nay, chị dâu đã lấy đất này, bố mẹ tôi cho này, đã cho rồi nhưng lại mượn, viết giấy mượn. Thế bây giờ đây hình ảnh và thách bố tôi đi mà kiện để bố tôi uất quá định. Tất cả cộng đồng mạng thì nhìn xem bố tôi như thế này, bố mẹ tôi như thế này mà thách để đi ra tòa. Tất cả bố mẹ tôi phải đi đến các cửa để lấy giấy tờ đấy ạ. Đây ạ, và đây là cháu mồ côi đấy ạ. Đây là cháu mồ côi. Cháu mồ côi, cháu ruột của bố tôi đấy ạ. Đấy, và cháu là giấy liệt sĩ đấy ạ. Gia đình liệt sĩ, đây cháu là có thương binh liệt sĩ ăn ở Sài Đồng. Và bố tôi cũng chưa chuyển cho cháu ở đây vì lý do là cháu đang ở đất nhà vợ. Sợ cũng chưa cho cháu vì sợ những đâu sau này cháu ra thì không có. Và cái chế độ này cũng có. Và cái lý do là bạn liên tục, đợt gần đây bố tôi già yếu và bố tôi có những cái bạn có ý định cho vào đây. Cháu ở trên tất cả các tin nhắn và gọi điện ra cháu ruột chú là đòi để cho chú cho đất thì đây ạ. Thì 596 đây chúng tôi đã viết, bố tôi có viết giấy di chúc cho đất và đây có ủy ban nhân dân phường Sài Đồng chia cho anh tôi là 91m để làm nhà và cô em tàn tật mà bị bắt cóc sang Trung Quốc từ 593 đến 594, từ 593 và đến 2018 mới về. Và bố tôi viết rất rõ là phần còn lại lô 2 của bố tôi là để dưỡng già. Dưỡng già đây nếu vợ chồng chị, anh chị tôi mà có mượn thì phải ký giấy vào đây. Và đây có chị Xuyến có viết ký nhận ạ. Đây, có dấu của ủy ban chủ tịch ký đúng như cái bài báo của tôi đăng đấy ạ. Và 597 đây ạ, bố tôi sẽ viết di chúc đấy, có dấu ủy ban, cũng ủy dấu của ủy ban phường Sài Đồng đấy ạ. Có dấu bố mẹ tôi chia cho các con và đây cũng Nguyễn Xuân Quế là cháu mồ côi liệt sĩ đây ạ. Thế thì cũng như bài báo nữa. Và đây, tất cả là trong quá trình chị thách bố mẹ tôi đi kiện thì bố tôi uất quá và phải đi tìm thì chúng tôi nên lấy được, đây là giấy sổ đỏ đảo tại văn phòng đăng ký đất đai của quận Long Biên cho cung cấp cho chúng tôi toàn bộ nguồn gốc đất của bố mẹ tôi ạ. Đây là nguồn gốc đất bố mẹ tôi có và đây là tờ giấy giả mạo đấy ạ.
xem này, tờ giấy phân chia giả mạo đây. Đây là tờ giấy phân chia giả mạo. Đây là tờ giấy phân chia giả mạo mà chị Xuyến thì lúc bây giờ chị làm cán bộ ở ủy ban phường Sài Đồng, nên chị đã tự viết cái giấy phân chia đất. Và trên cái tờ giấy này bây giờ tôi đang kiện, tôi lấy được thì nó có hai điểm mà để chúng tôi kiện được. Thứ nhất là hoàn toàn giấy này gia đình nhà tôi không biết mà lại có toàn bộ chữ ký gia đình nhà tôi đây. Và trên này lại có em tôi là Nguyễn Thị Tuyết Mai mà bị tàn tật, lại bị bắt cóc đi Trung Quốc từ năm 1993 đến năm 2018 mới về. Nhưng cái tờ giấy này lại năm 2001 lại có chữ ký của em tôi. Đấy là tôi, nếu tôi kiện về hình sự là cái vấn đề này là sai tất cả chữ ký. Nếu về dân sự thì trên chữ giấy này tự chị viết, chị đã nhận cái này ở công an quận Long Biên, bố tôi đã giám định toàn bộ chữ ký của gia đình nhà chúng tôi ở trên đấy trước khi bố tôi chết, là bố tôi, cả gia đình nhà tôi đã xác nhận chữ ký rồi ạ. Và trên cái tờ giấy này nữa thì chị viết không có ngày tháng ạ. Chị cho là ông bà cha cán cho bao nhiêu mét chị để trống, chị không ghi ạ. Đó. Và trong cái phần này là lai vợ chồng tôi cho đây, chỉ cho anh Nguyễn Xuân Thanh không có tên chị Nguyễn Thị Xuyến, nhưng sang tên sổ đỏ lại có tên Nguyễn Thị Xuyến ạ. Và tất cả các thành viên nhà tôi cũng có, và khi người nhận ở bên này cũng không có, và chỗ trống này để thì rất nhiều ạ. Và tất cả thành viên là không có chữ ký. Và về phần đây, phần xác nhận của ủy ban phường Sài Đồng đây, phần xác nhận này cũng không đúng với nội dung, bởi vì nếu như xác định nhà tôi được lên đây thì phải xác nhận khác là cả gia đình có chữ ký là đúng, nhưng đây chỉ xác nhận là có hộ khẩu tổ chính là đúng. Và cái ngày tháng của ủy ban Sài Đồng đây tôi không biết là đúng hay sai, nhưng bị tẩy xóa thì theo tôi cũng, tôi hiểu đây là thiếu theo luật, thì đã là hoàn toàn cái tờ giấy này đã sai, không đủ điều kiện hợp lệ theo đất đai năm 2013 thì đây là sẽ khoản D đó là không đủ điều kiện. Nhưng tại sao phường lại vẫn cấp được? Lúc bây giờ chị đang làm công chức ở đó và bà Trần Thị Thi là người đóng dấu ạ. Thế đấy là theo bài báo, đây là giấy tờ của chúng tôi không hợp lệ.